À, xin chào các bác, em Vũ Máy Chiếu. Thì hôm nay em vừa về được một máy chiếu, đó là máy chiếu Epson EB1776W. Thì dòng máy chiếu Epson EB1776W này là dòng máy chiếu công nghệ 3 LCD, máy nhỏ gọn. Đây, đi kèm theo máy là có một cái remote. Máy này là máy nội địa Nhật nha các bác. Em style bên Nhật về thì các bác xem. Máy chiếu Epson này là nó mỏng bằng cái remote thôi, nhưng mà kích thước của nó thì nó bằng một cái tờ giấy A4. Đây, các bác có thể xem. Thì máy chiếu Epson EB1776W này là một máy chiếu nhỏ gọn, có độ sáng là 3000 lumen, độ phân giải là 1280 x 800. Thì máy phù hợp cho để khi mà mình chiếu văn phòng, dạy học, chiếu phim, chiếu đám anh trong quán cà phê. Máy nhỏ gọn rất là tiện để cho mấy bác mang đi. Máy bao gồm cổng tín hiệu vào là VGA, HDMI, video. Máy rất là nhỏ gọn. Thì máy này còn mới. Đây, em cho các bác xem số giờ là hôm nay sử dụng. Thì máy này đã sử dụng 180 giờ thường và eco 18 giờ. Máy có tuổi thọ 5.000 giờ. Thì máy còn lại là 4.800 giờ. Máy mới sử dụng được khoảng 7%, thì máy còn lại 95%. Đây, các bác nhìn đây, máy rất là mới. Thì máy chiếu Epson EB1776W này có sử dụng kẹt wifi rời, thì để cho mình có thể kết nối từ điện thoại lên trên máy chiếu để mình trình chiếu không gian nha các bác. Máy là hàng xách tay Nhật về. Đây, Epson EB1776W, máy rất mỏng và nhỏ gọn. Hình thức ở ngoài rất là mới. Máy mới 90-95%. Đây, các bác có thể xem. Chỉnh phật kết. Thì cái này chỉnh phân kết ở trên máy chiếu luôn. Đây, cái này là chỉnh phân kết, cái này là fix màn hình, cái cho nó vuông vuông lại màn hình. Manual. Thì máy chiếu này có thể cho mình chỉnh được bốn góc, là cho mình hầu hết là chế độ tự động nha các bác. Đây, mình để là máy sẽ tự động cân chỉnh theo cái màn hình lại vuông vức. Đây. Đây, mình chỉ cần bấm fix ở trên màn hình, trên máy máy chiếu thì màn hình sẽ tự động auto cân chỉnh nha. Máy rất là sáng mà đẹp. Máy này máy chiếu mini nhưng mà sở hữu độ sáng lên tới 3000 lumen. Phân giải thì 1280 x 800. Đây, các bác xem. Máy sáng và đẹp. Zoom. Bác nào mà sử dụng chiếu văn phòng mà hay di chuyển thì máy chiếu Epson EB1776W này là lựa chọn hợp lý cho các bác nha. Máy rất là nhỏ gọn, nhẹ. Thì máy này tầm rơi vào khoảng tầm 1,7 kg. 1,7 kg. Máy bên em bán bao gồm, máy này thì em về bao gồm một máy chiếu, kèm theo đó là một remote, dây nguồn, dây cáp tín hiệu VGA đầy đủ. Máy có sử dụng USB, wifi, có cái wifi để cho mình trình chiếu từ điện thoại lên và trình chiếu những thiết bị khác không dây. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em. Thì các bác có nhu cầu mua máy chiếu thì liên hệ với em hoặc là truy cập vào trang web máy chiếu giá rẻ sg.com. Liên hệ với em theo số điện thoại em để bên dưới. Ngoài ra thì các bác có nhu cầu mua máy chiếu thương hiệu nào với lại nhu cầu sử dụng như thế nào thì để lại comment cho em sẽ chọn được cái máy chiếu phù hợp với lại nhu cầu của các bác. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.